Hello anh, chào anh em ha. Thì hôm nay mình giới thiệu anh em con dàn Onkyo anh em ha. Model là FR-VPM7 anh em. Đây là loa đồng bộ anh em ha, VPM7, hàng bãi và còn bụi anh em ha. Thì con này thì chạy full chức năng anh em, là CD, MD, kết nối cổng AUX bên ngoài. FM là con này là 108 anh em. Con này là có cổng quang in và UX luôn anh em ha. Loa đẹp đủ dây căng anh em ha. Đầu tiên em xin test chức năng CD anh em. Ok, cái này có thể chạy anh em ha. Anh biết em đi chẳng trở về, dòng ngàn liễu khuất với sương tre. Em đừng quay lại nhìn anh. Anh biết em đi chẳng trở về. Đây là quả bài anh em. Hôm nay trời xuân bao tươi thắm, dừng gót phiêu linh về thăm nhà, chân bước trên đường đầy hoa đào. Ok anh em ha, chơi đạp tốt anh em. Thì tiếp theo mình test chức năng của cái cổng MD anh em ha, mình mới bỏ đĩa vô rồi anh em. Ok anh em ha. Ở đây là cái nút input của mình nè anh em. Input mình chuẩn cái ngõ vào ha. Line, digital, CD, tab, line. Này cũng quen ha anh em. Tuner rồi. Kiếm tuner FM. Để mình kiếm được tuner ha. Tuner con này nhắn riêng hả ta? Ok, mình đã chúng mình kiếm được đây này, ngõ riêng anh em. Nó có ngõ riêng này. FM con này là 108 anh em. Thì tiếp theo mình xin test cái cổng chức năng của cổng line anh em ha. Để mình mở tín hiệu nhạc lên anh em. Loa đẹp góc cạnh anh em ha. Biết tên người quen, biết nẻo đi đường về. Và biết có đêm nào ta hẹn hò, để tâm tư những đêm ngủ không yên.
em sẽ xem video ha.